Rồi mình sẽ ngồi thử và chạy thử chồng chồng cho em coi cái dáng ngồi con này ha, một người mét 65 ngồi như chạy như nào hả bạn. Chạy vòng vòng lên ha. Rồi, hello các anh em. Chào mừng các anh em quay lại một clip nữa của mình nha các bạn. Lâu lắm rồi thì mới làm clip trải nghiệm xe nha các anh em. Thì trước mặt em đây là một con bò ha, CBR 1000RR đời 2012. Đó, thì con xe này là của một người bạn của mình. Cũng có người đặt cọc rồi nha các anh em. Xe này đang bán thì cũng người đặt cọc rồi thì mình cũng tranh thủ mượn trải nghiệm một xíu. Thì giờ mình sẽ chạy xuống Phạm Văn Đồng mình trải nghiệm xíu rồi mình quay con xe này xíu cho anh em coi thôi. Chia sẻ cho anh em coi cho đã mắt đã ghiền thôi ha. Mình cũng chưa chạy bò bao giờ nha bạn. Chắc phải đây nổ xíu. Ở đây đây nổ cho nó nóng máy được không ta? Ờ đẩy ra ngoài kia đi các bạn. Trong này nó trong hẻm các anh em. Lần đầu tiên mình cũng được chạy bò CBR 1000RR nha các anh em. Lúc đầu thì tính làm clip bên quận 2 nhưng mà tại vì xe của bạn ấy cũng có người đặt rồi á. Ra thôi mình cũng chạy làm clip vòng vòng đây bên Phạm Văn Đồng thôi ha. Nào tại Bình không ta? À rồi rồi, sorry sorry các bạn. Mình phải bật cái này lên à. À, nghe tiếng vô ghê quá, chát quá các bạn. Con này đi bộ SC thành ra rát lắm. Mình sẽ chạy nha. Nó máy xíu mình sẽ chạy cho anh em coi ha. Chiều cao yên thì con này mét 65 mình ngồi hai chân hơi hơi nhỏ nha các bạn. Nhưng mà thực tế mấy con mà 1000 phân khối thì mình nghe nói là con CBR 1000RR này là dễ ngồi nhất rồi các bạn. Dễ chịu nhất rồi đó. Rồi mình lên đường nha. Lâu lắm mới ngồi lại sport các bạn. Thế chạy vòng đây rồi chạy lại ra bên Phạm Văn Đồng ha. Lúc đầu thì mình tính làm clip buổi sáng sớm xíu nhưng mà tại vì không có sắp xếp được á. Tại vì nếu mà làm clip trước 9 giờ được thì cái khúc mà Phạm Văn Đồng nó có cái len ngoài sẽ chạy được, nhưng mà sau 9 giờ thì không chạy được len ngoài các bạn ha. Cái phương châm của mình là dù có làm gì thì mình cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông các bạn. Má tổng vô nghe đã lắm các bạn ơi. Mấy chiếc sport mà 1000 phân khối thì mình mới chỉ được trải nghiệm R1 nè. Đúng rồi, mới trải nghiệm R1 thôi các bạn. Trời ơi tai nạn các bạn ơi. Có vụ tai nạn á, ông kia thấy nằm chống xài luôn. Nói chung các anh em chạy xe thì vừa thôi. Lần thứ hai mình được trải nghiệm một con sport 1000 phân khối. À 1000 phân khối thì mình được chạy cá voi rồi. Cá mập thì chưa chạy nhưng chạy cá voi rồi. ZX10R thì chưa được chạy ha. Này mới số 5 ngồi được các bạn ơi. Chiều cao không cao lắm, có thể chống hai chân hơi nhón nhón xíu là chạy được rồi. Con R1 mới nó còn nhón hơn nữa.
Nói chung lâu lâu được chạy sport cảm giác phấn khích vãi cực cực đó các bạn. Sport ngàn này thì nói chung giá nó còn đắt lắm. Mình thì chưa có khả năng chơi được các bạn. Đặc biệt là mấy con từ 2015 trở lên thì giá nó khá là đắt hơn. Đó, nói chung là nếu mà trước 9 giờ thì được chạy ra ngoài này, nhưng mà thôi, sau 9 giờ thì không được chạy rồi. Mình chạy phía trong này thôi các bạn. Mình sẽ chạy ra một cái sân bóng ở gần đây rồi mình sẽ quay review sơ sơ xíu cho anh em coi. 3.000 tempo đã ghê thiệt. Đường phân bóng đồng mà được chạy cái len ngoài này thì đá nè. Nhưng mà thôi giờ hết giờ rồi, chạy ra mất công á, công an nó lụm nữa các bạn. Xe thì bạn ấy đã bán rồi, đã có người đặt cọc rồi, thành ra thôi. Con này nhiệt độ mình thấy nó cũng không nóng lắm ha. Nãy giờ chưa thấy lên tới 80 độ nữa các bạn. Z8 của mình là mình thấy hơn rồi chứ. Không biết cái bạn đi theo mình, bạn ấy có chạy theo mình kịp. Cái thẳng dưới cái cầu đỏ không, cái miệng mình quẹo trái. Gần sắp tới rồi. Này mà trước 9 giờ ra ngoài này mình kéo kéo xíu cho các anh coi, nhưng mà thôi. Chủ yếu nghe tiếng bô ha anh em. Ôi mình thì không biết bao giờ mới có tiền mà sắm một con sport này đó các bạn. Đó, ngoài đường này chạy vô cùng sướng rồi. Lâu không chạy sport mỏi tay quá các bạn ơi. Ở đây mình nhớ có một cái sân gần gần đây. Như dưới kia kìa. Đường nào ta? Đây rồi. Không biết cái bạn kia bạn đâu ta? À đây. Đẩy lên trên này nè. Đủ của anh đẩy lên cái không dám lên sợ. Đó đây cái chỗ trống trống mình dừng lại làm một clip ngắn ngắn chia sẻ cho các anh em ha. Trời hôm nay đúng nắng luôn các bạn. Thôi nhưng mà nắng thì làm clip nó đẹp các bạn.
Rồi. Đó, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đồ chơi có gì thì mình sẽ làm clip chia sẻ một vòng cho anh em coi ha. Rồi, mình sẽ ngồi thử và chạy thử vòng vòng cho em coi cái dáng ngồi con này ha. Một người mét 65 ngồi như chạy như nào hả bạn? Chạy vòng vòng đây thôi ha. Sao trẻ không sụp bom nữa mà. Khá là dễ dàng sao trẻ mà chạy riết nó quen à.